Anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm anh có một cuộc sống ổn định, không có trách nhiệm và kinh tế tốt. Kinh tế tốt, rất là good ha. Sống có trách nhiệm nữa. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay là ngày lễ đó các bạn, thì cả nhà cũng đang chuẩn bị đi chơi. Thì nhưng mà trước khi đi chơi, Uyên Quỳnh cũng không quên nhiệm vụ của mình. Thì cũng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những người cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và sẵn đây Uyên Quỳnh xin chúc cho ngày Father's Day những anh chị nào cô đơn thì sẽ không còn cô đơn trong ngày lễ này. Gia đình sẽ được đầm ấm hạnh phúc, đi chơi trong ngày lễ thật là hạnh phúc vui vẻ. Và với chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh, Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn những quý vị khán giả, những anh chị yêu thương đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh. Và sắp tới đây kênh Uyên Quỳnh sẽ có những cặp đôi rất là đẹp đôi và hạnh phúc. Họ sẽ đến thăm Uyên Quỳnh và lúc đó sẽ có những video rất là hấp dẫn. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Trước hết thì anh xin gửi lời cảm ơn đến chương trình Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Anh là Nam Hoàng, anh sinh năm 67, hiện tại anh đang sống ở tiểu bang Minnesota. Anh xin gửi lời chào thân yêu nhất đến với mọi người. Năm 67 thì nhìn thấy anh khá là trẻ đó, cứ nghĩ anh khoảng bốn mấy thôi à. Anh nghĩ ở Mỹ ai cũng vậy mà. Có điều là ở mấy người ở tiểu bang lạnh đó, thì nó lạnh khó chịu, nhưng mà đặc biệt mấy người ở tiểu bang lạnh lại trẻ hơn, nhìn thấy trẻ hơn. Anh nghĩ vậy à? Dạ em nghĩ vậy đó, và da trắng hơn nữa, cho nên nhìn thấy họ trẻ hơn. Anh nghĩ là anh đen đó. Vậy đó hả? Em hôm nay em mới đen thui. Anh rồi anh hiện tại đang làm công việc gì? Anh là tài xế xe tải. Xe 18 bánh đó hả? Đúng rồi. Dạ. Anh thường đi những tiểu bang nào? Mặc dù là làm tài xế nhưng mà anh không còn lái ở ngoài đường phố nữa. Thì anh đã có đủ tâm niệm đó, thành ra anh chỉ làm tại trung tâm thôi. Từ khi nào mà hãng kẹt lắm đó, thì anh mới nhảy vào ghế tài lái chừng khoảng 2 hoặc đến 3 tiếng mà thôi. Làm tại trung tâm là sao? Ở trung tâm thì mình đâu cần phải lái không? Thật là làm ở terminal của mình đó, nên mình cư ngụ đó, chứ không lái vào đường phố. Rồi ở đó thì anh làm công việc gì ở đó? Thì nói chung là làm chuyện bao đồng thôi, chuyện gì cần mình làm. Giống như là anh là quản lý lên hàng xuống hàng đó phải không? Không, chỉ là ngoài trong sân thôi, chứ anh di chuyển những cái thùng hàng đi cửa này cửa nọ, đại khái là vậy. Anh nói rõ hơn chút là em nghe hơi là không hiểu lắm về công việc của anh. Nếu mà đủ thâm niên á, thì mình sẽ làm chức vụ cao hơn những người đi lái xe ở ngoài phải không? Cũng không phải là chức vụ cao hơn, nhưng mà mình có thể lựa chọn. Nếu mình không muốn đi lái ở ngoài đường phố thì mình chỉ làm tại cái nơi mình cư ngụ ngay trung tâm đó. Khi mà hàng đưa về thì mình làm ở trong đó thôi, chứ mình không đi ra ngoài. Dạ. Công việc đó cũng thoải mái hơn là lái xe xa, hơi mệt ha. Anh nghĩ là như thế. Thứ nhất là khi mà thời gian nó hơi khắc nghiệt đó thì mình không ngại, không có gì phải ngại hết, tại vì mình đâu có đi ra ngoài đâu. Dạ. Thì nó ổn hơn. Một ngày anh làm bao nhiêu tiếng ở trong đó? Thường thường thì anh làm ca 2, khoảng chừng 2 hoặc 3 giờ thì anh về 3, tới khi xong việc thì về. Dạ. Anh rồi công việc đó anh làm lâu chưa? Anh làm cũng được 12 năm hơn rồi á. 12 năm. Cái hãng hiện tại thì làm được hơn 12 năm. Dạ. Rồi anh qua Mỹ lâu chưa? Anh qua Mỹ năm 93, chắc cũng gần 30 năm rồi. Thời gian cũng khá lâu ha. Anh qua Mỹ là anh đi vượt biên hả? Không, anh đi vượt bảo lãnh, gia đình đoàn tụ. Đi bảo lãnh mà anh đi viện đi sớm dữ ha. 93 là còn rất là sớm. Cha mẹ anh bảo lãnh hả, anh chị em? Đúng rồi, mẹ anh bảo lãnh.
Rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào ha? Anh đã quyết định ly hôn từ hồi tháng 12 vừa qua. Anh có hai cháu. Tháng 12. Con của anh hai đứa đều học lên đại học và đã tự lập. Con trai anh năm nay 29 tuổi. Cháu có công ty riêng nhưng vẫn còn độc thân. Con gái anh thì 26 tuổi. Sau khi tốt nghiệp thì cháu đã lập gia đình. Còn anh thì hiện đang sống một mình. Con anh chưa lập gia đình nhưng mà không sống chung với anh. Không, hai cháu đã tự lập từ lâu rồi em. Sống một mình buồn quá cho nên bây giờ kiếm một người về nói chuyện với nhau cho vui phải không? Có lẽ là vậy. Ở Việt Nam quê anh ở đâu ha? Ở Việt Nam sẽ là anh ở Sài Gòn. Dạ. Anh qua Mỹ khá lâu thế rồi, anh có về quê thường xuyên không? Anh qua Mỹ 30 năm mà anh chỉ có về một lần thôi. Một lần thôi, anh không còn gia đình ở Việt Nam hả? Không, em gia đình của anh thì toàn ở bên Mỹ hết. Dạ. Có ai, có anh chị em gì còn ở Việt Nam không? Không em. Dạ. Bà còn xa thì còn. Vậy là chắc là bà xã trước đây của anh cũng ở Mỹ luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Anh có thể nói sơ một xíu lý do vì sao anh với bà xã chia tay không? Sống với nhau cũng khá lâu rồi phải không? Khi mình cảm nhận được cái duyên nào nó đã hết rồi đó thì cắt đứt liền. Là hai người sống với nhau bao lâu anh? Anh thì có hai cuộc hôn nhân. Cuộc đầu thì được cũng 19 năm. Cuộc thứ hai thì cũng được 7 năm. Là hai cuộc hôn nhân của anh là có hai đứa con á? Đúng, hai người con đó, một người vợ đầu, còn người kế thì anh không có. Anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm hả? Anh có một cuộc sống ổn định nè, không có trách nhiệm và kinh tế tốt. Kinh tế tốt, một cất là gớt ha. Sống có trách nhiệm nữa. Rồi. Đúng rồi. Dạ. Con anh á, rồi có về thăm anh thường xuyên không? Thỉnh thoảng thì có gặp nhau em, nhưng mà thực sự là khác nhiều hết. Dạ. Thì em biết mà ở Mỹ mà ai cũng cuộc sống rất là bận rộn. Dạ. Rồi anh nghĩ là khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng thì anh cũng có một chút nóng tính. Thỉnh thoảng anh cũng có chút nóng tính. Những lúc nóng tính như thế thì anh là thường làm cái gì để cho anh đừng có nóng tính nữa? Nói chung là mà... nếu mà mất kiềm chế thì có vẻ nói hơi lớn tiếng thôi, chứ cũng không có gì mà nghiêm trọng nữa. Dạ. Chỉ nói lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Good. Không có đi quá xa ha. Đúng. Rồi anh làm một tuần đó là anh làm mấy ngày? Anh làm từ 2 đến thứ 6, cuối tuần thì anh được nghỉ. Dạ. Rồi thời gian rảnh rỗi là anh thích làm việc gì để giải trí cho mình? Anh thích nghe nhạc nè, xem phim, đọc sách hoặc là đi khám phá ẩm thực. Khám phá ẩm thực à? Đó là những thú vui rất là em cũng rất là thích. Mà thường là anh thích ăn món Tây hay là món Việt Nam? Nói chung cái gì mà mới mà lạ thì anh đều thích đó. Mới gì lạ? Chỗ anh ở người Việt ở đông không? Không đông, không đông luôn em. Anh nghĩ chắc khoảng chừng 20.000 người trở lại à. Rồi, ngay, dạ. Rồi ngay chỗ anh ở là có chợ Việt Nam hoặc là có nhà hàng Việt Nam không? Những cái đó thì có đầy đủ, em không thiếu đâu. Dạ. Rồi anh có biết nấu ăn không? Thích khám phá ẩm thực nhưng mà có biết nấu ăn không? Một người yêu thích ẩm thực thì đương nhiên cái đó mình cũng phải biết.
Nhiều khi không phải là yêu ẩm thực là phải biết nấu ăn hết nha. Nhiều khi yêu yêu ẩm thực nhưng mà chỉ thích ăn thức thôi. Vậy à? Là thấy mấy năm ở Mỹ thì hầu như ai cũng phải nấu ăn hết trơn thôi, Dạ đúng rồi. như là vậy đó à. Thí dụ bây giờ anh muốn tìm người bạn cho anh muốn người đó là như thế nào? Anh thì không có cần cái bạn trai. Em cũng đâu nói anh tìm bạn trai, nếu mà tìm bạn trai đâu lên kênh Thì một người phụ nữ thông minh có một cuộc sống độc đó thì kẻ sẽ có sự thu hút. Thông minh là và đạo đức thì anh nghĩ là người đó có khoảng độ tuổi khoảng bao nhiêu? Bằng tuổi anh hoặc là trẻ hơn là ok. Trẻ hơn khoảng bao nhiêu tuổi? Cái độ tuổi anh nghĩ không phải là một cái rào cản đâu. Nhưng nếu mà trẻ tuổi mà luôn có cái vấn con nít đó thì anh nghĩ chắc sẽ là không phù hợp. Có thể trẻ tuổi nhưng mà suy nghĩ chín chắn phải không? Đúng rồi. Anh có muốn một người mà anh muốn tìm hiểu là chiều cao khoảng bao nhiêu không? Anh thì cao 1m78 đó. Vâng, khá Nặng cao 7 lần mà. Dáng chỉnh dữ à. không đối với anh không quan trọng đâu, miễn là phù hợp là ok. Quan trọng không không quan trọng gì đó với anh chiều cao luôn, chỉ cần hợp cho anh thôi. Đúng rồi, đúng Em không rồi. có nghĩ như vậy đâu nha. Nếu mà hợp với anh, thí dụ cô đó thấp mà lụt mà mập nữa thì em nghĩ như thế nào? Anh thấy người Việt mình cũng ít người mập lắm, mà nếu mà đồ cao tối thiểu thì anh nghĩ phần đông cũng là cỡ 1m50 trở lên, mà đâu phải đâu có người mà thấp dữ vậy. Đóng người thấp dữ. Rồi thông thường anh có sở thích uống rượu hoặc hút thuốc gì không? Thuốc lá thì anh không có, nhưng mà về uống rượu thì thỉnh thoảng khi mà trong bữa ăn thì anh cũng uống, thích uống 1-2 ly rượu vang chẳng hạn, hoặc là lúc giao tiếp thì cũng có uống, nhưng mà nếu mà nói nhậu thì là không có. Cuối tuần hay là ngày lễ gì cũng không có luôn ha. Như hôm nay là Friday nè, thì có lai rai không? Chút xíu nữa anh sẽ đi là cái nhà của con anh thì có ăn uống này nọ thì thôi như vậy thôi, chứ cũng không có gì là kiểu mà nhậu mà chỉ thì chắc là không có rồi, tuyệt đối là không có. Sau video này là anh sẽ tới nhà con anh để các con mừng Father Day cho ba đó. Thì hôm nay em cũng chúc Đúng rồi, Father Day cho anh luôn ha. Em hy vọng cảm là ơn em. ngày em hy vọng là mùa Father Day này sẽ mang cho anh một món quà hợp ý anh nhất. Anh cũng nghĩ như thế. Rồi ạ. Trong tình yêu, trong hôn nhân gia đình, anh có phải là người đàn ông lãng mạn không? Anh có tính gia trưởng không? Anh thì hướng về cái lối sống lạc quan, anh cũng thích lãng mạn, thì về phần đó thì anh cũng có một chút, nói chung là cũng lãng mạn cái mức độ vừa đủ, không đến nỗi sớm. Ví dụ như Còn ngày về sinh gia nhật trưởng hoặc thì anh không có chứng kiến nè, có quyết đoán, nhưng bà gia trưởng thì anh nghĩ là không có. có chính kiến và có quyết đoán, nhưng mà anh có muốn người khác làm theo mình không? Không, anh đâu có gia trưởng đâu mà lại có chừng đâu. Thông thường á thì ngày lễ tình nhân, ngày birthday của người yêu anh thì anh sẽ làm gì cho bà xã hoặc người yêu? Cũng tùy em, tùy hết, nhưng mà những cái ngày đó thì anh không bao giờ quên cả. Khi anh định đi thêm bước nữa như thế này, sau cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ đó, thì con anh có ý kiến gì với anh không? Hai cháu thì rất là hiểu biết, anh thua là anh thôi, bất cứ một người nào mà anh chọn nó, miễn là anh thích thì hai cháu cũng sẽ thích. Nhưng mà anh đã từng nói việc này với con anh không? Không em, Chuyện riêng của mình phải không? đúng rồi. Ở nhà của anh ở cái view phía sau rất là đẹp, ở phía sau là có vườn. Cảm ơn em. Cha mẹ của anh nó còn đầy đủ không? Mẹ anh năm nay mà 86 tuổi, ba
thì mất năm ngoái rồi. Rồi mẹ anh chắc cũng ở gần anh hả? Không em, mẹ anh thì ở gần gần phía em đó, mẹ anh ở dưới Texas. Ồ. Rồi anh ở trên Minnesota này có anh chị em không hay là chị ở một mình thôi? Anh cũng có chị với lại là có anh của em ở đây nữa. Nói chung là gia đình anh ở rải rác khắp nước Mỹ. Gia đình của anh mấy anh chị em mà ở rải rác khắp nước Mỹ chắc đông lắm rồi. Có 9 chị em á. Wow, cũng khá đông á. À, rồi anh đã, chắc anh cũng đam mê du lịch hả? Anh đã đi được những nơi nào rồi? Hầu như Mỹ và Canada thì anh đã đi gần hết rồi. Và Á Châu thì anh có đi Singapore, Thái Lan nè, nhưng mà châu Âu thì chưa. Lý do gì sao anh qua Mỹ khá là lâu như thế, qua rất là lâu, nhưng mà anh về Việt Nam chỉ có một lần thôi, tại vì không có gì lưu luyến anh hả? Tại vì gia đình mình ở đây bên này hết rồi em. Thật ra mình thời gian cũng không có nhiều nữa, mà mình cũng có nhiều nơi mình muốn đi khám phá đó. Thật ra nhiều khi Việt Nam cũng không phải là lựa chọn đầu tiên của mình. Anh coi video của em lâu chưa? Chương trình của em thì anh xem mới đây thôi. Nói chung là anh là người thích công nghệ, thành ra anh hay lướt YouTube để xem về những cái sản phẩm mới đó. Hoặc là xem về xe hơi điện chẳng hạn, thì vô tình cái chương trình của em nó mới pop up. Dạ. Anh xem. Rồi anh được anh xem được nhiều video chưa? Anh nghĩ là cũng cũng không ít mà cũng không nhiều đâu. Xem mỗi ngày thôi hả? Cũng có ngày có ngày không anh ạ. Rồi anh có để ý được câu nào ở trên kênh của em không? Trước đây anh xem thì một là vì cảm mến em, hai là vì cảm mến chương trình Nguyên Hình Cuộc Sống Mỹ. Còn về vấn đề đó, phần đó thì anh chưa nghĩ đến. Thành ra chắc là anh cần phải xem kỹ lại để kiểm nhận cảm xúc của mình trước đó. Anh đăng ký mà anh chưa nghĩ tới vấn đề đó là sao? Câu ấy là lúc trước mình xem anh chưa nghĩ vấn đề đó. Thành ra không có để ý gì bất cứ ai hết. Nhưng mà bây giờ thì anh cần phải xem lại. Rất là nhiều câu như chương trình của em rất là nhiều, từ hồi tập 1 tới nay là hơn đáng hơn ngàn mấy video rồi. Rồi anh có nghĩ là anh theo anh nghĩ là mình có phải là tiếp đàn ông là hơi khó tính không? Chắc cũng tùy em ơi, tùy người nhìn thôi, chứ mà anh nghĩ thì anh cũng không khó lắm. Khó. Anh có điều kiện thoải mái á, thì thông thường á nha, theo em thấy á, là những người ở trên chương trình, khi mà lên chương trình á, thì có rất là nhiều comment nói mình là điều kiện thoải mái, tại sao phải lên mạng tìm kiếm. Thì hôm nay anh có thể giảm thôi em, tại vì cuộc sống mình quá bận rộn đó, mình không có thời gian mà để đi tìm hiểu nhiều. Cái này nó cũng là một cái phương tiện để mình rút cái thời gian đó. Với thật ra có nhiều người không hiểu là ở bên Mỹ này thời gian mà giao tiếp rất là ít. Nhiều người Việt gặp ở một tiểu bang nhiều khi có người Việt ít nữa, một thành phố cũng ít người Việt nữa, không có nhiều, cho nên thời gian gặp nhau, gặp gỡ, giao lưu với nhau không có. Nhiều khi gặp mà cũng không vừa ý nhau nên hơi khó. Cho đúng rồi, và lại nếu mà làm việc chung nhiều khi mình làm khác giờ với người ta đó, thì nó có đó là một cái trở ngại. Nhưng mà theo em nghĩ công việc của anh chắc cũng không có người nữ nhiều đâu hả? Anh thấy là 99% là nam không anh ạ? Dạ, cái công việc đó đâu có nữ. Thông thường bạn của anh á là nam hay nữ? Nếu mà anh hang out ra ngoài á để ăn uống rồi á, bạn bình thường thôi á? À không, thì nói thật ra thì anh không có cuộc sống cũng rất là khép kín lắm, anh cũng không có giao đâu nhiều. Vậy đó. Thì mình cũng đâu có dư nhiều thời gian đâu em. Thành ra phần đông thì anh chỉ để thời gian đó cho gia đình nhiều hơn. Còn nếu mà có giao tiếp thì chẳng hạn như mà sinh nhật hay này nọ, hay là tiệc này tiệc nọ, những cái sự kiện nào đó thì mới đi thôi đó. Còn ngoài ra mình nếu mà gặp vào mỗi tuần này nọ thì cái đó là không có. Ở bên anh, xứ bên anh rất là lạnh, nếu mà sống khép kín như vậy là buồn lắm. Anh thấy cũng tùy mình thế à. Vậy đó hả?
Nhưng rồi cuối tuần thứ bảy chủ nhật là anh làm việc gì? Giống như nói em đó, thì những sở thích của mình đó, thích thì mình cứ đi khám phá ẩm thực. À, khám phá ẩm thực đơn mình thôi. Thỉnh thoảng thì cũng đi một mình. À, rồi nhà cửa của anh đó, rồi anh có lên ấp không? Hay là anh thuê người lên ấp? Không, thì anh tự lên ấp. Chị trong nhà thì hầu như việc gì anh cũng làm được đó. Nấu ăn, cắt cỏ, rồi là dọn dẹp nhà làm hết hả? À, đúng rồi, nhiều còn hơn nhiều hơn thế. Làm nhiều. Anh đừng nói là anh build luôn cái nhà sau. anh có thể làm được này nọ, điện nước gì anh cũng làm được hết. Làm hết luôn hả? Mình luôn hả? Không có cần phải mướn thợ luôn hả? Không ạ. Wow. Rồi có người kêu anh đi làm luật công chắc sẵn luôn không? Hồi trước thì anh cũng có làm một hai công trình này nọ đó. Nhưng mà tại vì mình thời gian mình cũng không có nhiều, thì mình có người nào mình thích lắm thì mình mới làm thôi, còn không thì mình không. Dạ, yeah. Làm cho vui thôi ha. Đúng rồi. Anh rồi thí dụ mà một người mà anh muốn làm quen đó, anh nghĩ là anh thích cô ấy là trầm tính, là ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nếu mà hoạt bát vui vẻ thì đương nhiên anh sẽ thích hơn nhiều. Hoạt bát vui vẻ hả? Em nghĩ là anh cũng không có, thông thường chắc anh cũng không có nói nhiều đâu hả? Anh rất là ít nói. Dạ. Không phải. Anh sống nội tâm nhiều hơn. Anh nghĩ là nếu mà có duyên thì người đó, anh có nghĩ là người đó sẽ ở đâu không? Nếu mà gặp được một người phù hợp đó thì dù có ở xa đâu đi nữa anh cũng không ngại rước về. Yeah. Miễn là phù hợp với anh ha. Anh nãy giờ anh em nghe anh nói là điều kiện quá dễ dàng, nhưng mà em nghĩ không có dễ như vậy đâu ha. Anh cũng nghĩ cũng đâu phải là khó khăn đâu. Vậy đó. Không có, đâu phải là khó khăn đâu, hết khó khó đâu. Anh rồi một năm đó là anh có bao nhiêu ngày nghỉ phép ha? Giờ thì anh có 4 tuần. 4 tuần hả? Thông thường anh dùng 4 tuần đó đi đâu? Thường thì anh đi du lịch nước ngoài. Dạ. Thông thường thì anh đi nước nào? Canada nè. Canada là đi nhiều nhất. Anh có bà con hoặc là bạn bè bên đó không? Bạn bè cũng có em. Bà con thì không. Ở bên Canada thời tiết rất là lạnh ha anh ha. Nó lạnh ở bên này chút xíu em. Nhưng mà nói chung là cũng tùy cái tỉnh đó. Chứ không phải tỉnh nào cũng lạnh. Chẳng hạn như những cái tỉnh mà nằm gần Ủ Đại Hồ đó thì nó lại ấm ở Minnesota này nè. Ồ vậy đó. Yeah, hoặc là ở bên phía Tây chẳng hạn, phía Đông, phía Tây thì nó ấm hơn đây nhiều. Minnesota thì em biết là tiểu bang này là hầu như có thể nói là tiểu bang lạnh nhất của nước Mỹ mình đó. Wow. Em nói thật ra hơi lạnh chút là em chịu không nổi rồi. Mà anh nghĩ ai cũng giống em thôi. Hả? Anh nghĩ ai cũng giống em mà chẳng ai thích lạnh đâu. Mà người Việt mình ở đó em thấy cũng đông à, không là em phỏng vấn cũng có khá nhiều người ở đó đó. Mà nói là so sánh là những tiểu bang khác thì em thấy là rất là ít chứ đâu có nhiều. Vậy hả? Rồi từ ngay chỗ anh đó mà chạy đi ăn phở hay là chạy bao xa? Gần á, chắc phải chừng 3 phút là cũng. Gần như đâu? 3 phút là gần. Cũng có 3-4 căn để mình lựa chọn nhà Việt Nam mình đó. Vào gần dữ vậy đó hả? Anh ở gần phố dữ vậy đó hả? Anh ở ngay trung tâm mà, nói chung là đi đâu cũng vậy. À hả? Rồi đi chợ cũng gần luôn. Đi chợ thì xa một chút, thì thường thường đi chợ thì chắc khoảng mất khoảng chừng 20 tới 30 phút. Ăn tour chợ lớn, chợ nhỏ. Yeah. Rồi anh có nấu ăn mỗi ngày không? Cái đó là chắc không có đâu. Hồi đó là chắc cuối tuần thôi. Khi nào mình thứng lên, có hứng thú thì mình chạy vào bếp thôi. Chứ mình bây giờ thì sống một mình thì anh ăn ngoài nhiều hơn. Ăn nhà hàng nhiều hơn ha. Chứ nấu một mình nó cực.
mất thời gian mà chừng nào thích món nào lắm thì mới nấu thôi. Đúng rồi, Ví dụ có là nấu mà không có người hưởng thụ thì thấy cũng hơi tiếc. đúng rồi, nấu mà ra mà có ăn một mình thì cũng không cảm thấy ngon Vẫn ngon chứ, nhưng mà không vui thôi. không? Em thì em ăn, nếu mà nấu ra rồi ăn một mình em cũng cảm thấy không có ngon nha. Anh rồi anh có nghĩ là sắp tới mình sẽ trong một vài năm tới hoặc là sắp tới mình sẽ có những chuyến du lịch về Việt Nam không? Chắc cũng tùy em ơi. Tùy thôi, có niềm vui hay không phải Đúng rồi. không? Sau một cuộc sau cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ thì bây giờ anh đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân kế tiếp chưa? Nếu mà cô ấy quen với một cô mà tìm hiểu cảm thấy mà vừa ý nhau á thì anh nghĩ là khi nào sẽ tiến tới hôn nhân? Nếu mà đã gặp được một người phù hợp rồi đó thì anh không thấy có mình có lý do gì mà để lãng phí thời gian nó làm gì. Mình sẽ tiến lên luôn chứ đâu cần phải chờ đợi như thế. Bây giờ cũng đâu còn trẻ nữa đâu mà chờ đợi phải không? Không còn trẻ nhưng mà cũng đâu có già đâu. Đúng rồi, không còn trẻ nhưng mà cũng không có già, trung niên. Anh lần đầu tiên mà anh lướt lướt vào kênh của em á, là anh coi video của cô nào đầu tiên? Chắc là đầu tiên anh thấy được là cái chương trình mà cái cô bé Lai mà bị trục xuất đó, chắc có lẽ là cái đầu tiên mà anh thấy được. Rồi bao Nó là lâu? đáng thương à. Dạ đúng rồi, rất là đáng thương, còn rất là trẻ. Anh rồi bao lâu anh mới quyết định đăng ký kênh của em? Anh nghĩ chắc cũng mới đây thôi. Nhưng mà anh cũng không ngờ là được may mắn mà có cuộc phỏng vấn với em lại như thế. Tại vì anh thấy trong đông phần đông thì mọi người nói cũng phải lên chờ 5-6 tháng gì đó, mà anh không ngờ vừa nhắn tin là tuần sau đã nhận được cái cuộc phỏng vấn này rồi, thì anh cũng rất là vui. Thông thường á, không phải là những người đó phải chờ lâu như thế đâu, mà tại vì họ nhắn vào cái Facebook giả của em á, cho nên Thì nó ra là vậy. em đâu có nhận được tin nhắn đâu mà em trả lời. Cho nên đợt sau này em có nói là có người giả Facebook tên của em gì đó, nhưng mà cũng may mắn trong lần này á, khi em đăng lên em nói là có người giả Facebook gì đó thì lần này họ tự động họ lóc cái Facebook đó lại, đó cũng mừng không còn giả em nữa chứ sao Cũng mừng không em anh. đó. Cũng mừng ha. Cứ không là có rất là nhiều người nhắn em, ủa chị ơi sao em thấy của chị có nhiều Facebook quá vậy, nói ủa có một cái fanpage với một cái Facebook rồi đâu có đâu mà nhiều, nói sao em thấy được 3-4 cái. Anh thì anh không có chơi Facebook thì anh không biết về cái điểm đó. Về vấn đề như giống như là hát karaoke đồ, anh có sở thích hát karaoke gì không? Cũng có em, tuy mình hát không hay nhưng mà mình cũng tham gia. Trong phạm vi giao tiếp của anh á thì anh có đông bạn không? Chắc là không em, chắc đến trên đầu ngón tay thôi à. Rồi trong công việc của anh á, rồi anh có qua giao lưu với người Mỹ không? Cũng ít lắm. Cho nên cuộc sống cũng khá là buồn ha. Bây giờ là hiệu quả. Trong trong mùa đông tuyết rơi ngồi ngoài nhìn ra cửa sổ chắc buồn lắm hả? Anh thấy cũng ok mà nó cũng có cái đẹp của nó chứ, tuy lạnh mà cũng có cái đẹp mà. Tuy lạnh nhưng mà là ý em nói là tuy lạnh là rất đẹp nhưng mà cảm thấy cô đơn không, tại vì lạnh quá trong nhà một mình buồn. Bây giờ
là có lẽ là cô đơn đó. Dạ, em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho anh được một người để không còn cô đơn nữa nha. Dạ, anh cũng mong nhận như thế. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, Happy Father Day anh nữa. Bây giờ anh có lời nào chào khán giả không? Một lần nữa thì anh cũng xin cảm ơn chương trình Uyên Huỳnh Cuộc Sống Mỹ. Và anh cũng xin gửi lời chào đến mọi người. Chúc mọi người một ngày vui tươi. Anh chào em. Dạ. Bye anh, good night. Ê, chúc anh Happy Father Day anh nha. Dạ, cảm ơn em nhiều.